Hello, Lisa xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày thứ ba, 17 tây tháng giêng năm 2017. Chương trình khai dân trí số 29 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe một ca khúc Xin hãy làm ánh đuốc. Anh đua trong đêm trường sáng soi nẻo đường quê hương, đêm thâm u đêm mù non nước cháy bùng lên lửa cung quyến pha tung gầm xiên. Anh em ơi đêm chập trùng tam biên lòng mình là trăng soi trên ngàn cây lá buồn lá sao cái tình thành ngấm hà sao soi sao đêm đời thế giải phóng. Anh em ơi xin hãy làm anh đuốc đêm không cùng nấu lòng người ly hương trong yên vui không quên thù nọt nước giữa bình an lòng vẫn nhớ núi sông điều tàn. Anh em ơi quê hương dù xa xôi chỉ cần một vòng tay ta sẽ rời sông núi chỉ cần cùng niềm tin sẽ lập biển phá đôi bước thêm bước đi dòng mừng vùng khi đâu là xa bùng bùng lên hơi nước kia soi đường thế giới bùng bùng lên hơi nước kia cùng đời tiếp nối sáng trong gió mưa mình hùng sáng trong bão giông trùng trùng lửa thiên hơi bùng lên trong lòng nước tôi. Anh em ơi xin hãy làm anh đêm dài sáng lên chiều mầm tương lai mai lam sơn phất cao cờ phục quân mỗi chiều trưng dục chim trong mê linh màn trời. Anh em ơi khắp nơi dù phai phôi mà hàng ngàn đời sau vẫn khơi dòng màu thắm truyền cho nhau bao sự dân anh hùng sẽ mãi giữa non xa. Cả quý vị và Nguyễn Vinh anh em ơi xin hãy làm anh đuốc đêm không cùng nấu nung lòng người ly hương trong yên vui không quên thù non nước giữa bình an lòng vẫn nhớ núi sông yêu thương. Anh em ơi khắp nơi dù phải phôi chỉ cần một vòng tay ta sẽ rời sông núi chỉ cần cùng niềm tin sẽ biến phá đôi đôi tình đôi tình dòng bùng bùng khi đâu là xa bùng bùng lên hơi đốt thêm soi đường thế giới bùng bùng lên hơi đốt thêm muôn đời tiếp nối sáng trong gió mưa mịn mùng anh em ơi xin hãy làm anh đua trong đêm dài sáng lên chiều mộng tương lai mãi lam sơn phất cao cờ phục quân một chiều chinh dục chinh trong mê linh vàng trời. Anh em ơi khắp nơi dù phai mà hàng ngàn đời sau vẫn khơi dòng máu thơm truyền cho nhau máu xương dòng anh hùng sẽ mang đôi tim về dâng lên với giữa non sông truyền cho nhau máu xương dòng anh hùng sẽ mang đôi tim về dâng lên với giữa non sông. Rồi Lisa trở lại cùng với tất cả quý vị, cũng như là Lisa xin kính chào tất cả mọi người đã đến chương trình ngày hôm nay của Lisa.
Chị Lisa ơi, chị Lisa, bây giờ con của em đi vô trường học, họ bắt họp phụ huynh học sinh phải mở tài khoản trong ngân hàng. Mà bây giờ họ bắt buộc phải để 10 triệu đồng rồi họ muốn chi bao nhiêu ở trong quỹ nhà trường tự động họ rút tiền ra. Rồi trả lời cho em cũng như trả lời cho tất cả những người bạn ở tại Việt Nam. Trong cái thời buổi dầu sôi lửa bỏng như thế này, bây giờ nó không có tiền, nó ra không biết bao nhiêu tiền. Thậm chí con em của mình đi vào trong trường, nó đè ra để mà nó rút máu, để nó đưa những cái cây kim mà có tẩm sida vô trong con mình, thì mình cho nó học để làm cái gì nữa? Bây giờ ở nhà đứa lớn hoặc là ai nó đã có học hành rồi thì bây giờ mình để kèm cho cái đứa nhỏ này đi. Trong cái chế độ mà số khốn nạn súc vật thổ tả thì không cần phải học. Bởi vì các em học cho lắm thì các em đi ra trường các em cũng không có công ăn việc làm. Tại sao phải đi bỏ tiền vô bổ vào trong trỏng rồi lại lên đây la làng khóc lóc? Ngày xưa đó, khi mà Pháp đó nó qua Việt Nam mà nó đô hộ, nó bắt buộc người dân Việt Nam phải học tiếng Pháp từ lúc mà còn mới có lớp 6 thôi. Mà người dân người ta tức đến nỗi mà người ta bãi thị, tức là không cho con em của họ đi đến trường học. Còn bây giờ thằng Tàu nó bắt phải là đi học từ lúc nứt mắt ra vào lớp mầm lớp chòi đã học tiếng Tàu cộng rồi. Mà bây giờ những người dân Việt Nam lại cứ tiếp tục. Vấn đề là kêu bằng là cứ đưa con mình em vô trong tổng quài, làm gì phải sợ dữ vậy. Tất cả toàn dân Việt Nam, Lisa hiến kế, chỉ cần các bạn bãi thị không cho con em mình đến trường, xã hội sẽ rúng động ngay. Đây cũng là một cái cách thức mà để mình phản bác lại đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Lisa còn nhận được những cái tin đó là một người bây giờ làm việc, vấn đề là biết bao nhiêu những người đang làm việc ở vấn đề là trong vấn đề là đài truyền hình nhiều lắm, họ đã vấn đề là cho Lisa biết. Cô Lisa ơi, cô có biết rằng chúng tôi là những phóng viên, là những người điều khiển chương trình mà chúng tôi rất là bực bội. Bởi vì giám đốc của đài đã mở cuộc họp hồi tháng 5 2015. Lúc đó là trong các cái VTV cũng như là HTV đã công khai thừa nhận về hội nghị thành đô, cũng là mật ước thành đô năm 1990 là có hoàn toàn sự thật và muốn đưa lên trên đài để làm những cái chương trình. Và nói rằng năm 2020 là Việt Nam sẽ là khu tự trị của Tàu giống như là của Hồng Kông. Cho nên giai đoạn từ 2015 cho đến 2020 là kế hoạch 5 năm để mà hướng người dân Việt Nam phải vấn đề là chấp nhận đi về đất của những người là mẹ, tức là đất Tàu Cộng. Cô có biết không, từ đó có rất là nhiều những cái cuộc họp mà triển khai nhiều kế hoạch và định hướng để phát triển cái truyền hình mới. Có nhiều người vấn đề là cho rằng phải để tiếng Tàu vô, hoặc thậm chí đưa những cái tivi hoặc là những cái gì đó để mà nhồi sọ và hướng cho người dân Việt Nam phải yêu chuộng những cái tài tử của Tàu Cộng thay vì mà yêu chuộng những tài tử hoặc những người mẫu của Việt Nam. Từ đó đến nay nhân viên ở trong đài đã chia làm hai phe rõ rệt, và cho tới bây giờ họ chia ra hai phe. Các cái chương trình mà hài kịch hoặc là cái game show tấu hài đó, nhảm nhí đó, thì mỗi ngày nó một càng nhiều. Thậm chí kênh truyền hình quốc gia cũng như kênh truyền hình quốc phòng của Việt Nam cũng tăng cái thời lượng để mà phát bằng tiếng Tàu và phim ảnh, để nhằm muốn lèo lái người dân từ từ phải chấp nhận để mà đi về bên Tàu, cũng như chấp nhận nước Việt Nam là của Tàu Cộng. Cái phe mà không nói ra nhưng mà họ chống Tàu thì họ làm những cái phóng sự thực tế, họ tố giác những cái vi phạm của xã hội thì lại bị thanh trừng. Giống như vừa rồi cô thấy rằng trên đài truyền hình tố cáo về chuyện mà làm nước mắm có kẻ đứng sau là Tàu Cộng thì được đăng lên rầm rộ rồi, thì được im lìm cho tới bây giờ mà nghe nói là sa thải. Chúng tôi là những người phóng sự, là những người phóng viên, chúng tôi đau đớn vô cùng, muốn nổi loạn lên luôn. Nhưng mà thật sự ra bây giờ đang âm ẩm ở trong chế độ, đang vấn đề là kêu bằng liên kết với nhau để mà chống lại cái thế lực của Tàu Cộng, dẫn đến tình trạng mà ngày nay trong các cái chương trình nó loạn cả lên. Ông giám đốc của chương trình của ban tuyên giáo cũng như là trung ương truyền thông thông tin đã đứng chửi bằng tục tiểu ở trong những này là tất cả những hàng phóng viên của chúng tôi.
Trời ơi, tao nói nó vui như ngày tẩy hội. Chị ơi, không thể tưởng tượng được. Chị có biết rồi đó, chương trình mà vấn đề là lên đấu tố Phan Anh, đó là cho công chúng thấy thôi. Còn những cuộc họp, họ gầm gầm mặt với nhau, họ chỉ tay vào đám phóng viên của tụi tôi và chửi thẳng rằng: "Điếc mẹ các đồng chí, các đồng chí phải kiên định con đường của Đảng và nhà nước đưa ra. Không một ai có thể làm sai được quy định. Phải bắt buộc làm sao quay mũi dùi cho toàn dân phải đi theo Tàu Cận." Tức lắm chị ơi, nhiều khi những bản tin mình đã sắp lên rồi, nhưng mà nhận được lệnh vừa mới đăng lên, họ kiểm tra thấy không xong, thì họ lại ép buộc và phải gỡ chương trình đó xuống, đưa những chương trình game show lên, hoặc là đưa những chương trình hài kịch lên, để ru ngủ cho người dân phải đi theo con đường đó ăn chơi. Trời ơi, tất cả bạn bè của em những này là ngồi với nhau, nói rằng là cái kế hoạch đó là làm sao mà để cho người Việt Nam không phản kháng lại cái việc mà Tàu Cộng qua tiếp quản Việt Nam, cũng như 15 cái văn bản mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vừa ký, chỉ biết là đó. Bây giờ trên các đài truyền hình nó loạn cào cào lên hết, bởi các cái giờ tin tức mỗi ngày nó đều ít đi, mạng thì chỉ thấy rằng nó bị nhũng nhiễu, nó bị ngăn chặn đủ thứ hết trơn. Thậm chí khi họp về vấn đề của chị, mọi người ai ai cũng làm thinh, cho rằng vấn đề là thôi đi, đừng có để ý tới Lisa Phạm, chỉ cần ngăn chặn và đưa những cái thông tin lên, chứ bởi nếu nói tới Lisa Phạm thì sẽ làm cho toàn dân Việt Nam tò mò sẽ vào cô này. Và bây giờ bên an ninh cũng như bên công an đang điều tra coi tại sao mà cô ta nắm được nhiều những sự bí mật ở trong đất nước Việt Nam, mặc dù cô ta ở Hoa Kỳ mà cô ta biết hoàn toàn hết những gì ở tại Việt Nam. Cho nên đa số người dân bây giờ cứ bị quay cuồng bởi những cái tin tức nhảm nhí như ông cắn xe, bà cắn gà, hoặc là sao này hôn với sao kia. Chị ơi, tồi tệ lắm. Trong những này là kêu bằng là truyền hình, tụi em thanh trần với nhau, chúng thanh trần với nhau, phe này phe nọ, họ ghìm với nhau, em bực lắm. Em đi làm phóng viên tự do mà cũng không yên nữa. Khi em thu thập được những cái tin nào, thí dụ như ông này đã nhìn thấy tham nhũng hoặc đánh chết người dân, thì khi đăng lên thì lại nhận được lệnh cấp trên phải gỡ xuống. Tức là những cái tin chẳng hạn như người dân đâm chém với nhau thì mới được quyền đưa lên để mà răn đe cả một xã hội Việt Nam. Còn như thí dụ ông giám đốc này hoặc là ông phường này mà quánh lộn với nhau hoặc đánh đập với nhau hoặc có cái gì mà đụng tới vấn đề là chính trị thì họ đều gỡ xuống hết. Tụi em làm phóng sự là như vậy. Thậm chí tụi em thu thập gần 10 cái tin về các quan chức tham nhũng hà hiếp người dân, bị người dân khóc lóc tố cáo, nhưng mà họ hoàn toàn không cho đưa lên. Thậm chí em làm phóng sự quay những cái cuộc biểu tình của bà con dân quan thì họ lập tức dẹp xuống, và họ còn cảnh cáo em: "Từ đây về sau tất cả các đồng chí phóng viên tự do không được ghi hình hoặc là không được viết tất cả những cái bài gì mà về người dân đứng lên, hoặc là sinh viên đứng lên, hoặc là bất kỳ ai đứng lên cả." Họ cho biết rằng mục tiêu của Đảng vạch ra là các đồng chí phải thu thập và phải đưa lên trên báo đài và viết những cái bài để nói rằng người Tàu Cộng sang Việt Nam họ thân mật với dân Việt Nam và dân Việt Nam cũng yêu chuộng người du khách của Tàu Cộng. Cho nên từ ngày Tàu Cộng tràn qua Việt Nam cũng như từ ngày Tàu Cộng du lịch đặt chân tới Việt Nam, đất nước hiền hòa này, thì họ đã làm cho tất cả đời sống của người dân đều đi lên. Bằng chứng cụ thể là những hàng quán xá nào mà tiếp đón du khách của Tàu thì doanh thu sẽ được tăng lên gấp 2 hoặc gấp 3. Và tiếp tới 2018 thì sẽ để tất cả những bảng hiệu là bằng tiếng Tàu là chính. Bởi vì chúng ta không bán buôn được cho người dân Việt Nam. Mỗi người phóng viên ai nấy cũng xì xào, thì một ông đứng lên rằng: "Các đồng chí im lặng, không gì phải bàn cãi, không gì phải la làng." Trời ơi, Lisa đâu có biết cái cuộc họp mà nó thanh trần với nhau trong đài VTV, HTC mà như chó với mèo như thế này đâu. Đó, thấy đó, các bạn thấy tội nghiệp chưa? Là một người phóng viên mà trong cái xã hội chủ nghĩa nó như vậy đó. Các bạn thấy không? Chị ơi,
Thậm chí mọi người phóng viên đang chuẩn bị chống đối lại thì bên quân đội đã tung một chưởng ra, đã viết lên rằng không nên bỏ xã hội chủ nghĩa, phải kiên định giữ xã hội chủ nghĩa, bởi các nước theo xã hội chủ nghĩa càng ngày càng giàu đẹp qua mặt Mỹ và Hoa Kỳ cũng như Tây Phương luôn. Ai ai cũng biết đây là điều lố bịch, kể cả một đứa con nít hoặc là người dân thất học, họ cũng biết rõ điều này, nhưng họ vẫn ngang tàn mà họ đăng lên báo chí như vậy. Thậm chí họ còn cho rằng không cần biết người dân tin hay không tin, cứ việc viết lên như vậy để coi người nào nhẹ dạ thì tin, còn ai chống đối thì kể như sẽ thanh trừng cũng như kỷ luật, nếu người dân thì bắt giam hoặc là hù dọa, còn nếu như những người công chức thì sẽ nhận được cái lệnh khi anh về hưu cũng phải xử phạt anh như thường. Bởi chị ơi, ngày nay có những người cựu chiến binh và những người trong đảng đã nhìn ra sự thật, họ không còn làm việc gì cho công chức cũng như công quyền. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng cũng như tình báo Hoa Nam và báo chí của chúng em đã được họp với nhau, nếu bất kỳ một ông nào mà về hưu hoặc là công chức nào mà nghỉ hưu thì cũng nếu chấp lại đảng cũng đem ra kỷ luật và bắt bỏ tù như thường, cho nên mới ra nghị định đó đó chị. Các bạn thấy ghê gớm hay không? Tức là nghỉ hưu rồi đó mà đứng lên mà chống tàu, nó vẫn bắt như thường, nó vẫn lôi đầu vô trong tù, nó xử như thường. Đừng có nói chuyện mà giỡn mặt với nó, phải không? Ừ. Chị ơi, thậm chí các thiết bị, cô ơi, thậm chí các thiết bị di động của tàu cảm bán tràn lan ở Việt Nam đều có phần mềm ăn cắp những cái thông tin riêng. Vụ việc này năm ngoái đã được vài nhà báo cũng như ban biên tập phanh phui ra, sau đó bị ép nhẹm ngay. Chỉ cần nhận được một lệnh của tình báo Hoa Nam hoặc một thế lực nào đó đúng như chị nói thì tất cả những tờ báo hoặc những phóng sự này hoàn toàn bị dẹp trừ hai ngay. Mặc dù cả xã hội đang loạn lên về những sự ăn cắp thông tin hoặc tiền bạc bị hacker trong ngân hàng, không biết tự nhiên có cách mà bay, tụi em vừa viết lên là bị gỡ bỏ xuống, không đăng một tờ báo nào mà nói động tới những này là kêu bằng đó là người Tàu Cộng mà sang Việt Nam để quậy phá cả. Nhưng không lâu sau, vụ này đã bị đánh chìm xuồng như chị thấy rồi đó, và những người trong vụ đó đều cho là bị nghỉ và cho thôi việc. Thậm chí họ nói rằng phải tinh giản biên chế những người nào mà không có đi vào chủ trương đường lối của đảng. Nếu những người nào chống đối Tàu Cộng, họ cho biết rằng là chuẩn bị tìm việc khác. Bởi vì ngày nay họ nói rằng với xu thế thời đại, có thể rằng đảng ta đã âm thầm để mà đi vào chơi thân, kết thân với Tàu Cộng để giả bộ nhử Hoa Kỳ vào Biển Đông. Có thể rằng con dân Việt Nam sẽ ra Biển Đông để cùng nhau đánh Mỹ. Em đã từng bị an ninh mật vụ theo dõi nhiều ngày, cũng như một số phóng viên, tụi em làm phóng viên đều bị mật vụ theo dõi còn chặt chẽ hơn cả người dân. Một nhóm phóng sự của tụi em đi là gồm có an ninh mạng theo dõi, cứ chia ra một phóng viên đi làm phóng sự là phải có 20 an ninh mạng cộng với tất cả dân phòng. Thành ra nghề nghiệp của tụi em làm phóng sự coi như không có chuyện gì cả, bởi vì tụi em làm cái gì nhất cũng đều bị kiểm soát cả chị à. Do em có nhiều bạn trong đài và mọi người của chúng em đang làm việc kể đài truyền hình cũng như trong quân đội cho biết rằng thường cộng tác với những cái hãng phim nhà nước, cho nên những cái nội dung này em đã biết rất là nhiều, em sẽ cung cấp cho chị và em sẽ kể cho chị nghe còn nhiều hơn nữa. Các bạn thấy khốn nạn chứ. Thì bây giờ hỏi thử các em sinh viên và các bậc phụ huynh làm sao cho con em mình đi học. Các bạn liệu cho con em đi học bây giờ đi ra, ví dụ làm phóng viên á, nó đập cho banh tành như vậy đó, làm được không? Vô mà làm ban biên tập mà viết báo mà viết, mà vấn đề là kêu bằng sự thật nó cũng gỡ mẹ xuống, nó bắt phải viết sai lên như vậy. Tội nghiệp dễ sợ. Một cái em mà vấn đề là kêu bằng là Hoàng Chi Phong ở bên Hồng Kông chỉ có 17 tuổi mà em là thủ lĩnh dẫn đầu một kêu bằng cả một sinh viên gần cả hơn 4-5 triệu sinh viên cũng như dân Hồng Kông đứng lên để biểu tình thằng Tàu Cộng. Sinh viên thời Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy. Cộng sản đó, thằng Nguyễn Minh Triết cũng là sinh viên thời xưa đó, Lê Hiếu Đằng đó cũng là ào ào xuống đường mà đặt giá bộ biểu tình được kia đó, làm lớp chuyện được kia đó. Nhưng mà sinh viên bây giờ tại Việt Nam đó không dám lên tiếng gì cả.
Nó đè đầu cởi cổ, nó dạy chó dạy gà như vậy. Mà bây giờ đem so sánh thời sinh viên của Việt Nam Cộng Hòa với sinh viên của thời Cộng sản thấy nhục lắm. Sinh viên của Cộng sản bây giờ đi ra rồi, cầm bằng cấp ra không có nghề nghiệp làm, đi ăn trộm con chó để mà nó bắt vô rồi nó đăng lên báo, nó cho rằng là anh này là sinh viên đã đạt được thủ khoa, đã đạt được vấn đề là có bằng, vấn đề là luật đàng hoàng. Cái điều đáng nói là anh ta đã tốt nghiệp được bằng luật, chuẩn bị là bằng luật rồi, mà bây giờ ra không có công ăn việc làm, phải đi ăn trộm một con cờ. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, đó các bạn nhìn đi. Vậy mà sinh viên ở trong Việt Nam, học sinh trong Việt Nam, ta nói không ai mà chịu đứng lên hết trơn, không ai mà những này là phản đối lại hết trơn. Cứ vào trong lớp là nghe những cái thầy đảng viên, cô đảng viên bắt đầu dạy láo dạy sược, là tuyên truyền là xã hội chủ nghĩa, là giàu đẹp, là thắng lợi. Rồi bắt đầu là kêu bằng Hồ Chí Minh là một người mà sáng suốt, mà kêu bằng ở thế giới người ta đã chửi cái thằng súc vật này rồi. Thậm chí bây giờ mà cũng còn có những kẻ đầu bò ở trong Việt Nam đi vô chửi Lisa, tưởng Lisa không biết chuyện, hỏi vậy chứ không có Hồ Chí Minh sao có giành được độc lập, sao mà đã thắng được Pháp. Trời đất ơi, Lisa ngồi Lisa tội nghiệp vô cùng. Dạ thưa, cái lũ chó đẻ súc vật bưng bô của tụi bay, cái lũ ngục ăn cơm miễn dùa, uống nước đường mương, đồng bò đầu bò ốc chó, hãy dịch cái lỗ tai, vạch cái màng nhĩ ra mà nghe tao nói đây nè. Nghe, Pháp đã trả đập lập lại cho Đông Dương. Đông Dương gồm có ba nước Việt, Miên và Lào. Pháp đã muốn rời bỏ Đông Dương, muốn cho Đông Dương đã có tự do dân chủ rồi. Thằng chó đẻ Hồ Chí Minh nó không chịu. Bởi vì khi đó đó bắt đầu là tả đập lập lại, là vua Bảo Đại sẽ đương nhiên làm vua, giống như ở Campuchia Sihanouk làm vua vậy đó. Thằng Hồ Chí Minh nó muốn cướp ngôi vua, bởi vậy cho nên nó mời thằng Pháp vào Việt Nam, rồi nó giả bộ nó ra những cái đảng Việt Minh để kêu gọi kích động lòng thù hận của dân tộc để kháng chiến chống thực dân Pháp. Khi mà quân đội Pháp đi về trên chỉ còn một nhóm nhỏ ở trong những này là Điện Biên Phủ, ở trong đó mà toàn là lính, ở trong Điện Biên Phủ là toàn là lính, mà những này là phát triển chọn từ ở bên châu Phi, những người da đen, những người Thái Lan đồ không à. Rồi vô đánh thắng trong tổng, rồi bắt đầu là giơ cờ lên là cho rằng là đã có công, cướp công của người ta. Thiệt ra là khi kêu những cái người vô để mà phong trào chống Pháp đó, là thằng chó đẻ Hồ Chí Minh nó chỉ điểm cho bắt sạch sẽ trơn. Cụ Phan Bội Chinh, cụ Phan Chu Trinh đồ kia, những người mà kêu bằng lãnh đạo, mà kêu bằng cao hơn thằng chó đẻ súc vật Hồ Chí Minh, là thằng chó đẻ Hồ Chí Minh nó lén nó báo cáo với Pháp, nó làm việc gian, nó làm tai sai, nó làm những này là ăn ten, nó đi báo mẹ với Pháp để cho Pháp âm thầm bắt mấy cái cụ này sạch sẽ hết trơn. Nguyễn Trung Trực đồ kia là toàn là những này là thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, cái lũ súc vật này nó tạo dựng lên, bởi vì nó muốn rằng là cái đảng cộng sản của nó là phải đi vào Việt Nam để mà cướp chính quyền, để mà giành giật được cho những người là với ông vua Bảo Đại. Chứ thời buổi đó khi mà Pháp đã trả đập lập lại cho Đông Dương thì các nước đều phải có vua cả. Nó mà cứ ngồi đây mà cứ vỗ lỗ tai trâu, lỗ tai bò lên mà cứ nói thằng Hồ Chí Minh có những này là công, hoài công gì, công của nó là công nó giết gần 250.000 người ở ngoài Hà Nội trong cuộc cải cách miền Bắc đó, cải cách ruộng đất ở miền Bắc đó, công gì mà ngồi đó mà cứ mà ngồi mà ngục không à. Nha. Đó, ngày nay đó, sinh viên của Cộng sản họ hèn hạ mà họ bất tài tới như vậy đó. Ta nói đi vô trong trường một người nào mà nhìn ra sự thật mà nói là nguyên một bầy y như là bầy chó hùa vậy đó. Nó tới nó nói mày nghe lời bọn phản động phải không? Đất nước Việt Nam không có Hồ Chí Minh sao có mày? Mày nói chuyện hồi nữa coi chừng rồi nha. Bắt đầu người ta đưa ra lý lẽ, ta nói chuyện đàng hoàng cái một hồi tao báo công an bắt mày chết mẹ mày bây giờ đi nè mẹ, nó ra mày phản động phải không? Tao không có nói chuyện với mày nhiều, tao giờ không biết đúng sai hết trơn á. Thằng Hồ Chí Minh nó là trên hết, đảng đĩ là trên hết, mặc dù bây giờ bán nước cho Tàu, mặc dù là học ra trường rồi, tao nói đi đập nước đá cầm cái bằng cấp liệm vô trong cầu tiêu, không có công ăn việc làm, bởi vì không có đô la, không có tiền, không có quyền, không có quen biết thì làm sao mà xin việc làm được. Mày học cao, mày học giỏi cỡ nào kể mày á mày chứ. Mày đi ra ngoài thì mày phải có tiền là một nè, mày phải có quen biết đưa vô nè, mày phải có cội nguồn con ông cháu cha mày mới vô mày làm việc được chứ, cây khơi đưa mày vô à.
tao coi lý lịch ba đời của mày, mày đời gì? Má mày bán khoai lang rồi mày đòi vô đây mày ngồi mày làm chủ tịch hả? Hả? Mày có biết trời cao đất rộng không? Trời ơi, nhà mày ở trong con hẻm đó mà mày đòi mày đi vô mày làm gì trong đây? Ai cho mày vô đây làm? Đủ người rồi, đi ra đi. Bằng cấp kể mẹ mày, tụi tao nhồi sọ tụi bay học mà. À, các bạn thấy không? Trong khi một cái em sinh viên ở tại Hồng Kông có 17 tuổi thôi mà dẫn đầu đoàn biểu tình, tao nói hoành tráng đi qua gặp những cái chính kiến của Hoa Kỳ, trời ơi người ta vỗ tay, người ta khen ngợi nức nở. Em qua đây em kêu gọi Hoa Kỳ cũng như Anh Quốc phải làm sao phục hồi để cho Anh Quốc vào lại Hồng Kông. Bởi vì sau khi mà Hồng Kông trao trả cho thằng Tào Cộng, tới bây giờ Hồng Kông càng ngày càng thảm bại, thế giới không biết. Còn trong khi cái thời của Anh Quốc là Hồng Kông nó đang đứng nổi loạn lên, nó như là một cái bông hoa mà trên toàn thế giới người ta đều nhìn vào Hồng Kông, bởi Hồng Kông là một trung tâm tài chính và cũng là một cái điểm du lịch. Mà bây giờ giao cho thằng Tào Cộng, bây giờ các bạn thấy rồi đó, nó thê thảm tới mức độ nào, thấy không? Cho nên ở sinh viên Hồng Kông, người ta lên tiếng như vậy thì cả một đám sinh viên, mọi người người ta nhìn ra sự thật. Em này lên nói chuyện, vấn đề là đưa ra những cái sự thật giống như Lisa đưa ra vậy đó. Cho nên mọi người đều ủng hộ em. Các em nhỏ đi ra còn phải đi vận động khuyến khích cha mẹ mình, những người dân ở Hồng Kông ủng hộ họ để họ đứng lên. Gọi là cách mạng dù đó. Các em cầm những cái cây dù ra biểu tình, khi nào mà gặp cơ động của cảnh sát Hồng Kông thì các em chĩa cái mũi dù nhọn lại để mà đâm mấy thằng chó đẻ này. Cho nên cách mạng dù đó. Nhưng mà ở Việt Nam, bây giờ sinh viên ở Việt Nam thì thôi, xong rồi. Lớp trẻ vấn đề là ngày nay là thấy cờ nó xong rồi. Còn nhỏ đó thì đi vô trong trường học, nó nhồi nhét cho 15, 17 môn học, rồi về nhà lấy tiền cha mẹ của mình đóng cho nó. Rồi bắt đầu là kêu bằng nó, nhiều đứa nó học không nổi, nó ra nó vô game, nó ngồi nó nghiện game, nó chơi từ sáng tới chiều. Thậm chí rồi về cha mẹ nó giận quá, tức quá, rồi không cho nó vô nhà, nó đi bụi đời luôn. Nó nằm ở miễu ở chùa đó, thậm chí nó lên trên cầu là ba bốn đứa nó ở toàn ten, ở trở lại lâu lâu gặp được cái lũ buôn người của Tàu Cộng. Nó tới nó bắt cóc, nó đi mổ mẹ nội tạng luôn. Đó, mầm non của đất nước đó, thằng Hồ Chí Minh nó dạy hay quá đó. Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người, rốt cuộc là cây hả? Chưa mọc tới 10 năm nó chặt mẹ hết trơn. Cổ thụ 100 năm nó chặt hết thì đúng rồi, nó chơi chữ mà. Vì lợi ích 10 năm trồng cây thôi, cho nên cây cổ thụ này 20 năm rồi, 50 năm cả 100 năm rồi chặt mẹ nó đi. Trời ơi, già rồi trồng gì? Cho nên đem những cái cây mỡ của Tàu Cộng vô mà trồng, trồng đúng 10 năm chặt nữa thôi. Tại vì lợi ích 10 năm trồng cây mà. Vì lợi ích 100 năm trồng người đó. Bây giờ các em thấy trồng người Việt Nam đó, bây giờ học ra các em thấy thì sao? Người Việt Nam bây giờ như thế nào? Các em nhìn thấy rồi đó. Giáo dục những này là 100 năm trồng người hay quá. Bây giờ các em nhìn thấy người dân Việt Nam nhu nhược, rồi sợ sệt, rồi tham lam, rồi ích kỹ, rồi tự biết sống cho bản thân mình, không cần biết bên ngoài nó như thế nào. Ngày mai đất nước mà Tàu nó có qua nó ỉa trên mặt của đất Trần Hưng Đạo thì cũng kệ mẹ nó, tao chỉ biết lo làm giàu thôi. Mà làm giàu cái nỗi gì? Trời ơi là trời, nghe lời đảng đỉ nó dụ tôi làm giàu cái gì? Làm giàu cái gì mà vấn đề là thuế năm nay lên 20%, rồi tháng sau lên 50% mà giàu hả? Làm giàu cái kiểu gì? Làm giàu cái kiểu gì mà tôi nói doanh nghiệp nào mở lên là cũng than gian, 10 doanh nghiệp là nói chuyện với Lisa là hết 9 doanh nghiệp nó than rồi. Còn những người mà buôn bán thì khỏi nói rồi, cái gì để mà những này là sống được nữa. Khổ như vậy đó. Đó. Trời ơi là trời, các em biết không? Hả? Ngày xưa đó, ha? Khỉ Trường Sơn đó, nó có vấn đề là kêu bằng nó là bao nhiêu, nó không có một con mẹ gì hết. Các em thấy nó đi vô nó cướp miền Nam Việt Nam toàn là cái quân ở trong rừng không, mà bây giờ tự nhiên nó cướp được miền Nam Việt Nam, bỗng dưng nó có làm ăn con mẹ gì đâu, mà nhà nó xây biệt thự 2-3 căn vậy, một đứa con nít 3 tuổi nó cũng nhìn ra nữa. Các em thấy nhà của những thằng công an, những thằng mà vấn đề là thuế vụ làm việc cho đảng đỉ, nó có buôn bán, nó có làm ăn cái gì không, nó có làm gì không, mà sao nhà nó giàu vậy, nó thành công vậy? Rồi nó dụ người dân là phải đi ra đi mà mau đi làm giàu cùng với tôi đi, đi ra làm giàu để đưa tiền cho tôi xây nhà lậu. Người dân ta nói trời ơi, ta nói tội nghiệp lắm. Cứ nghe lời của Đạt, nghe nó lên những cái đài truyền hình mà bạn của chị đó, một số
Ta nói bây giờ đảng Mỹ nó sợ chị còn hơn sợ ma nữa. Bởi vì trong nước bây giờ đó là chị đã liên kết với nhau, đài VTV cũng như là HTV, người ta âm thầm cho chị mỗi một ngày không biết bao nhiêu tin tức. Những cái tin nào nó đăng sai là người ta đều cho chị hay cả. Ngay cả trong quân đội bây giờ chị cũng có người ở trong đó nữa. Cho nên đảng Mỹ bây giờ nó run sợ cái tiếng nói của chị. Mà khi nó nói tới cái tên Lisa nó không dám đụng tới. Ta nói trong cái cuộc họp mà nêu tên Lisa Phạm ra đó là trong cuộc họp không ai dám nói cái gì hết. Chỉ cần vừa nói tới là bây giờ trên mạng vừa xuất hiện Lisa Phạm là cái thằng giám đốc của đài truyền hình nó chỉ dẹp hết không có đưa cái tên này ra. Chúng tôi nhận được chỉ thị ở trên là không nên nói tới người này, không nên ai nói tới người này là kỷ luật ngay. Chúng ta đi vào trọng tâm của vấn đề, chúng ta những này là chuẩn bị đưa ra những cái vấn đề là đề cương để chúng ta làm. Không nên nói tới cái cô này, không nên nói tới cái người này. Nó sợ tới mức độ như vậy đó. Người dân bây giờ nghèo khổ quá mà cứ nghe nó dụ đi làm giàu. Trời ơi, người dân muốn giàu thật sự. Người dân mà muốn cho mình làm ăn mà không bị nó vòi tiền như vậy thì người dân phải nên đoàn kết lại với nhau. Người dân phải nên rỉ tai nhau nghe những chương trình của Lisa. Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn triệu, triệu đồn triệu, triệu 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 người. Sau khi nghe rồi thì phải thực hiện, chứ không phải nghe Lisa nói rồi từ lỗ tai bên đây nó bay qua lỗ tai bên đây rồi nó loãng vào không khí thì cũng vô tác dụng. Cho nên khi mình đã nhận ra được, mình đã nghe được, mình đã thấy được thì bây giờ mình phải hành động. Cho nên học hỏi nghe nói để mà mình đi tới cái con đường cuối cùng là hành động. Và khi mình hành động rồi thì mục tiêu là phải đi đến thành công. Mà thằng chó đẻ Đảng Cộng sản Việt Nam nó cũng đã từng những đây là dùng áp dụng như vậy nữa mà. Thấy không? Bởi cho nên bây giờ nó cứ dụ người dân Việt Nam là đi ra làm ăn đi. Trời ơi, giờ ai ai cũng lo làm giàu trơn, đừng nói gì chính trị hết trơn á, kệ mẹ nó, đi ra làm ăn đi để đó. Các em coi trong tương lai nó đăng lên báo, nó ca ngợi là những người nào mà không có về chính trị mà chỉ biết lo làm ăn để đón tiếp nồng hậu với người khách Trung Quốc đó, du khách Trung Quốc đó, thì doanh thu nó sẽ ào ào lên. Nó lên nó chiêm mộ vậy chị nhận được rồi. Ta nói trong tương lai nó đăng lên các em coi, hay là bây giờ nó nghe chị, người ta nó cho chị biết là cái nó quản hồn, nó thụt xuống, nó không dám đưa lên nữa. Ta nói bây giờ, ta nói nó sợ chị còn hơn sợ ma nữa. Những cái tin tức mà chị đưa lên đây là nó thụt xuống hết trơn, là nó không có dám làm. Cho nên những cái mà chị lên đây chị nói đó thì ở bên Việt Nam bây giờ nó quản loạn hết trơn rồi, nó không dám đưa lên. Em thấy không? Người ta đối, người ta làm ăn bị hốt mẹ hết trơn, sinh ra trung ương 2,5 tấn gạo để cứu đói. Mà tao nói ở tại vấn đề là kêu bằng là ở quê của nó thì nó xây một cái con gà mà không biết gà, không biết phải gà mà phụng, không biết phải khủng không, hay là con gà ác cũng không phải gà ác luôn nữa, con gà gì mà tao nói sặc sỡ mà không nhìn thấy được con gà, tao nói bự bành kilo như vậy. Con gà này đó là tao trang trí làm đẹp đó nha. Cho nên là phải là 50 tỷ đồng. Bởi vì con rồng lộn của Hải Phòng hơn 60 tỷ rồi, thì con gà của tao phải 30 tỷ chứ. Bây giờ không cho đốt pháo bông, không cho đốt pháo hoa, tụi tao đâu có cây khóc lên để mà lấy tiền ra được đâu. Cho nên bây giờ tượng đài thì cũng xong xuôi hết trơn rồi. Hễ mà ký cường nói là xây tượng đài của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh là trên trung ương nó chi tiền ra hết trơn à. Cho nên các đồng chí cứ làm đi, miễn sao tuyên truyền cho đảng đỉ là được hà. Bây giờ xây mẻ hết trơn rồi, nhìn đi nhìn lại mẹ. Trời ơi, ở cái tỉnh của mình bây giờ tượng đài nhóc hết trơn rồi, giờ mình mẹ mình lên mình xây tượng đài nữa nó chửi chết à. Cái bọn phóng viên này nó cũng ghê gớm lắm này, tảng cái này nó khôn rồi, nó biết rồi. Bởi con Lisa Phạm nó lên trên mạng khai dân trí, nó nói về cái vấn đề là chiêu bài của mình giờ khó ăn quá. Bây giờ mình suy nghĩ sao để có cơ hội để mình ăn chứ, thấy không? Bây giờ không cho đốt pháo hoa, bây giờ tượng đài cũng xây xong rồi, thì bây giờ mình chơi mẹ nó con gà lên, mình giả bộ mình lấy kẹm mình quấn quấn lên, rồi bắt đầu mình giả bộ mình dán giấy đôi kia lên, mình kê khai khống mẹ nó lên là con gà đó là làm đó là kêu bằng là 30 tỷ đồng. Một con là 30 tỷ mà tao làm phải 3 con, bởi vì phải tin theo thằng Tào Cộng là phải nhất quá tam luôn phước lập thọ, đôi kia là phải 3 trơn à. Chứ làm con gà 30 tỷ thì trời ơi, con trời lỗi vậy đâu có may mắn.
cho nên phải ba con gà, hoặc trong tương lai phải ba con rồng. Trời ơi, nhất quá tam mà. À, rồng xì tin nè, rồng hot boy nè, rồi thêm con rồng hot girl nữa. Trời đất mẹ ơi. Cho nên Hải Phòng đó, tụi bay á, là bây giờ phải làm thêm nữa đi. Trời đất ơi là trời. Trời ơi, thằng Thanh Quá nó làm ba con gà tình hình như vậy mà tụi bay làm có một con rồng lộn thì đâu có được. À, cho nên là bây giờ đó là phải làm thêm một con gà nữa đi, để mà ăn giọng thêm được 60 tỷ đô đồng nữa, thấy không? À, ai hỏi là, ủa tại sao Hải Phòng làm con rồng rồi giờ còn làm thêm con gà nữa? Thì Lisa hiến kế cho tụi bay nói nè, mấy cái thằng quỷ ban đó, mấy cái thằng mà quỷ ban tỉnh Hải Phòng nghe Lisa nói chương trình khai dân trí hôm nay 29 đi, rồi tụi bay trả lời với Trung ương. À, các đồng chí có biết rằng người ta nói là rồng phụng lên mây không? Cho nên trong 12 con giáp không có con nào có hai cái chân, chỉ có con gà thôi. Thì con gà là tượng trưng cho con phụng rồi, bởi vì cánh đục của nó y ra như con phụng mà, đúng không? Những con gà rừng đuôi nó dài thẩm thượt y như con phụng không? Ha, cho nên bây giờ chúng tôi làm con rồng lộn rồi thì bây giờ chúng tôi phải kẹp theo con gà nữa. Tại năm nay năm con gà đến dậu mà, cho nên rồng phụng lên mây, lên tới thiên đường, lên tiếng lên xã hội chủ nghĩa mà, để mà giật giải với ba con gà ở ngoài Thanh Hóa ngoài kia. Thấy không? Bởi vậy mà cho nên cứ việc lên trên đài đó ha, là kêu gọi người dân á, là phải làm ăn, phải lo làm giàu. Mà người dân á, người ta gần văn dơn người ta mẹ hết trơn rồi, thấy không? À, văn mẹ dơn hết trơn rồi, à, văn dơn mẹ hết trơn rồi. À, người dân bây giờ Việt Nam còn mẹ gì đâu. Bây giờ bắt đầu lên trên đài đó thì mình tung chiêu ra để mà mình mị cái đám dân đen đi. Mình nói là sau những năm bắt đầu lên nha, trời ơi, tôi nói lên làm dữ lắm nha. Thông tấn xã Việt Nam với sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và nhà nước, toàn dân và toàn quân của ta đã có cuộc sống yên bình. Ai ai cũng đã không còn ăn cơm, không còn ăn bo bo trong thời kỳ bao cấp nữa, mà ngày nay ai ai cũng ăn no chững mỡ hết. Thậm chí những người dân Việt Nam ngày nay ăn mập quá, cho nên cần phải diet. Bởi vậy cho nên những người nào mà ốm yếu là chẳng qua diet để cho tướng nó mignon, nó đẹp thôi. À, cho nên Mỹ đôi khi tướng nó mập quá, mỡ mỏng không à. Cho nên Việt Nam giờ những em vùng sâu vùng xa là tại vì nó diet đó, nó theo chủ trương của đảng. Bởi vì lượng khách du lịch nó ào vào Việt Nam đông quá mà. À, bởi vậy mà cho nên các em, nhất là những em gái hay những em nhỏ đó, thì vấn đề là kêu bằng là phải, vấn đề là kêu bằng là tập diet cho nó ốm vậy thôi hà. À, nói dạ anh cho biết phỏng vấn ông quỹ ban ở vùng sâu vùng xa, anh cho biết coi hàng hóa này tôi có đem đến đây để tôi giúp đỡ những cái trẻ ở đây được không vậy anh? À, tôi thì là chủ tịch quỹ ban nhân dân vùng xa, tôi không cần đâu. Nếu mà muốn viện trợ thì đi vô trong ấp, trong xã của tôi, trong trạm làm việc đi, rồi tự động chúng tôi sẽ đưa tới cho những cái người dân này. À, bởi vì các anh đi đến, các anh đưa rồi người dân nó nhớ ơn các anh không đâu có được. Cho nên phải vô xã của tôi đi, để rồi bắt đầu tôi đi tới từ nhà đó. Thay vì các anh tặng cho người ta ba gói mì, tôi giật là tôi đưa con gói một thôi, tôi đem hai gói về nhà cho vợ tôi để dành ở nhà. À, tôi nói ở nhà mặc dù gia đình tôi giàu có rồi, cho nên thảy mẹ ở nhà tới nỗi mà hả mì để đến nỗi chuột nó vô nó ăn, nó đục lỗ nào lỗ nấy 30-40 gói luôn. Trời, Lisa nghe nói Lisa mắc cười lắm. Đồ viện trợ đó mà đưa vô trong xã đó, mà xã nó ăn mập quá rồi đó, bắt đầu nó để trong tên nó chuột con nào con lấy, các bạn biết Việt Nam mà. Trời ơi, nó chạy vô tao nói hả, nó lôi mấy cái thùng mì ra nó cắn, tao nói hả, đưa ra một thùng mì chụp cho Lisa coi, tao nói lỗ hang không à. Trời ơi là trời, tao nói chuột nó vô mẹ nó ăn mẹ đó, cho nó vui như là ngày tẩy hồi. À, nó vui như là ngày tẩy hồi. À, tại sao dùng sâu dùng xa, vấn đề là kêu bằng là các em lại không có quần áo, trời rét lạnh vậy mà tại sao không có quần áo gì trơn vậy? Phong tục người ta đó mà, trời ơi, trẻ em trên đây là phong tục đó, các em tập những đây là cởi truồng vậy đó để mà thu hút du khách thi những cái vùng quan sơn vậy, mà du khách nó đi tới nó thấy ngạc nhiên, thấy trẻ con mà chạy long tông đưa Hồ Chí Minh lúc lắc vậy đó, mẹ nó ra nó quay phim nó chụp hình, nó càng tò mò nó đi tới nữa, càng tăng thu nhập lên chứ có mẹ gì đâu. Trời đất mẹ ơi, cho nên em gái em trai gì trong tương lai cởi mẹ truồng ra đi khiêu dâm để làm thiếu nhi Bác Hồ mà, để cho nước ngoài ào ào vô chứ sao. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, thấy không? À, chị ơi là chị, công an đã phối hợp 100%
với giang hồ, bọn công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nha chị, hiện tại đang bắt tay với xã hội đen, đã lấy trộm một chiếc xe máy trị giá khoảng 59 triệu đồng. Khi báo cảnh sát khu vực, người thân của tôi đã được thằng cảnh sát khu vực này gợi ý. Đi chuộc đi. Bây giờ tụi tôi thật sự đã không làm gì được giang hồ nó mạnh lắm. Thì bây giờ chịu khó đi chuộc không, tôi làm trung gian cho. Trời đất quỷ thần ơi, bây giờ mất của, đi đến báo công an, bây giờ nó gợi ý, nó kêu phải đi chuộc xe lại nữa. Trời ơi là trời. Đó, sống hiến pháp dưới pháp luật đó, sống và làm việc theo hiến pháp. Dạ, những này là kêu bằng theo gương Bác Hồ vĩ đại đó. À, thấy không, để coi sao nha. Gợi ý đi chuộc. Cô ơi, người thân của tôi hỏi bao nhiêu vậy? Trời ơi, gia đình khổ quá, có chiếc xe một mà bây giờ chuộc là chuộc làm sao? Thì được trả lời như sau chị ơi. Chúng tôi bây giờ cũng sợ lắm. Không thấy công an bị bắt, bị đánh, bị giết hoài trả thù sao? Cho nên giang hồ có thể tràn vào đây nữa, cho nên vụ án này tụi tôi không có xử. Những cái khi nào mà quánh nhau rồi kia tụi tôi mới xử. Còn cái vụ mất xe này thì bây giờ đó là thỏa thuận với nhau. Tôi cũng có quen biết với những cái tên mà giang hồ, thì để tôi điều đình với nó coi sao. Nếu được thì qua trung gian tôi sẽ cho chuộc, sẽ có xe thôi. Thằng khu vực, cảnh sát khu vực nó nham nhở, nó cười, và nó ra giá là 50-50 trên tổng giá trị chiếc xe, tức là 25 triệu. Người thân tôi đồng ý, thế là thằng cảnh sát khu vực bảo cứ về nhà chuẩn bị tiền đi, lát nữa sẽ có người mang xe lại. Trời ơi chị ơi, thiệt, gia đình em về vừa chuẩn bị 25 triệu là một hồi có một tên nó chạy xe tới, nó nói anh Hải ở công an khu vực kêu tới đây và nhận tiền, phải đưa tiền trước nó mới đưa xe luôn. Trời ơi, gia đình em ngỡ ngàng. Chưa hết, còn có một chi tiết còn buồn cười hơn nữa chị ơi. Khi một thằng giang hồ chạy xe lại trả đúng chiếc xe bị mất, nó đưa cho người thân tôi một cái biển số khác, không phải là biển số của xe bị mất. Người nhà của tôi không chịu chi tiền, thế rồi nó bảo chờ chút, đọc biển số cho chính xác đi, để nó về nó lục lại. Nó đi khoảng 20 phút sau nó quay lại. Trời đất quỷ thần ơi chị ơi, trên tay nó cầm đúng cái bản số xe của em luôn. Trước khi ra về nó còn dặn người thân của em rằng toàn huyện Hóc Môn này, nếu ai có mất xe thì hãy cứ báo công an, chắc chắn sẽ tìm được, tức là phải chuộc lại đó. Trời đất quỷ thần ơi, các bạn nào ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cần mất xe ở địa bàn đó thôi thì các bạn báo công an thì sẽ được chuộc lại, nghe chưa? Tôi nói không còn cái gì mà nó vui hơn là cái vấn đề là kêu bằng là ôi vui quá xa là vui. Trời ơi, ngày nay bọn cướp nó cấu kết với vậy, vấn đề là kêu bằng là mẹ công an ở phường. Vui ghê không? Tôi làm trong phòng cảnh sát, tôi xin chia sẻ một thông tin này cho cô về âm mưu của lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh. Do nguồn tin của một trung tá công an đã đưa ra, ông làm việc tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, vô tình đã tiết lộ cũng như đã nói cho tôi biết, dịp Tết này bọn cộng sản đã ký lệnh và tha hơn 4.000 tội phạm. Đây chính là nguồn tin chính thống của đảng công bố đó cô. Nhưng trên thực tế thì gần gấp đôi con số đó, bởi ngày nay ngân sách của đảng và nhà nước không đủ tiền để nuôi phạm nhân nữa, cho nên họ coi những thành phần nào không nguy hiểm như giết người thì họ cứ thả ra ngoài. Bọn cộng sản nó bắt những đối tượng này về nhà, phải ẩn mình tại địa phương và theo dõi giám sát quần chúng nhân dân. Người nào tụ tập bàn chuyện nổi dậy hoặc biểu tình thì hoặc đứng lên và tố giác, hoặc chế bơm xăng sắp tới sẽ âm thầm đi tố giác để lập công. Thứ hai, công an sẽ dùng thành phần côn đồ này với danh nghĩa là quần chúng nhân dân yêu nước, ghét tụi phản động để mặc đồ trà trộn vào. Nếu người dân nào mà đứng lên thì họ sẵn sàng đánh đập để đàn áp nhân dân, thậm chí xuống tay đánh đập những người đi biểu tình nữa đó. Bọn côn đồ này được sự hậu thuẫn hoàn toàn của lực lượng công an, cho dù chúng có lỡ tay đánh chết một người cũng không sao. Bước 1 là bọn côn đồ sẽ mặc thường phục, giả dạng người dân đi chơi, vào cận Tết sẽ đứng ở các ngã tư đường từng nhóm một. Khi có đoàn người biểu tình, chúng sẽ lập tức
hòa vào dòng người này, quan sát coi ai là người cầm đầu, sẽ chỉ điểm cho lực lượng an ninh để đến nhà bắt ngầm người ấy ngay, hoặc bọn chúng sẽ thẳng tay đích đập tại chỗ. Bước 2 là họ gây rối loạn, chia cắt các nhóm biểu tình ra thành từng tốp nhỏ lẻ tẻ để cho công an dễ bề bắt gọn. Bước 3, bước này rất là thâm độc, tức là mỗi thằng côn đồ sẽ được nhận một ít tờ rơi của an ninh, đại loại là truyền đơn có nội dung kêu gọi lật đổ chính quyền. Sau đó, sau khi muốn bắt ai, chúng sẽ áp chế và khống chế, đồng thời nhanh tay nhét các tờ truyền đơn ấy vào người mà chúng bắt, để công an có chứng cớ ghép tội người dân đi biểu tình là phản động, phản quốc, có tổ chức. Và khi ấy, người dân sẽ bị một mức án rất là nặng nhằm răn đe những người khác. Tôi mong cô hãy chia sẻ thông tin này cho toàn người dân biết để ngăn ngừa. Người dân không có sợ. Bây giờ nó thả giang hồ ra, nó không có tiền, nó nuôi như vậy. Thử người dân đứng lên 2 triệu người coi nó dám bắt không? Dám bắt không? Gặp Lisa, Lisa còn mừng nữa. Tụi bay cho giang hồ ra, cho đi. Chưa chắc gì những anh em giang hồ mà người ta, vấn đề là cơ bản là người ta cũng có chính nghĩa lắm, giống như cái quân bán nước cộng sản. Cho nên đừng có sợ. Chỉ cần nó bắt nhỏ, ví dụ như là nó bắt những người cầm đầu, hoặc là nó bắt 1-2 người, hoặc là thậm chí 5-60 người thì ok. Chứ nếu mà toàn dân đứng lên 1 triệu, 2 triệu, coi nó dám bắt không? Nhà tù nào nó nuôi được? Mày nuôi đi. Đó, toàn dân đứng lên, già trẻ bé lớn đi ra, mày nuôi đi đó. Hoặc là bây giờ người dân ở Việt Nam bây giờ bãi thị không cho con em mình đến trường diễn, có là nghèo khổ không có tiền, nó tới nó dám bắt đi học không hả? Đó, mày bắt đi học đi, bây giờ không có tiền mà vô mày giải phi không? Má, mày giải phi thì mày giải đi đó, mày đem nó mày nhòi sọ đi, mày đưa tư tưởng hồ chó đẻ vô đi, mày giải đi, thấy không? Đó, tao đâu thèm học đâu đó, mày ngon không? Bởi vậy mà cho nên không gì mà phải sợ cả. Ngày hôm nay là kêu bằng chó chạy đường cùng rồi, cho nên các bạn không có gì mà phải sợ cả nha. Cho nên Lisa mong rằng các bạn hãy vấn đề là mạnh dạn lên nha. Chị Lisa ơi, chị hỗ trợ em tiền $100 được không? Trời, chị gửi tiền cho em nó tịch thu ngay tức khắc. Chị đã gửi về không biết bao nhiêu tiền của chị cho người ta Việt Nam, nó tịch thu ngay. Đối với chị $100 đâu có nhầm gì, chị còn gửi cho em cả $1,000 còn được đó. Nhưng mà chị gửi về cái lũ chó cộng sản nó ghép tội em là phản động đó. Em yên tâm đi, tiền bạc của chị bên đây mà chị gửi về đó là kể như là nó tịch thu, không còn một đồng xu nào cắt bạc nào hết trơn, không có tới tay em đâu, em yên tâm đi nha. Chị ơi, ngày mai chị lên tiếng nói về đi nghĩa vụ quân sự đi chị. Trời ơi, nó vô nhà nó phạt mỗi người 15 triệu, không đóng cho nó thì nó bắt cho gia đình đi ở tù luôn. Ừ, thì ngày xưa nó cũng như vậy đó. Ngày xưa mà khi mà ở ngoài miền Bắc, chị nghe kể lại đó, mà không gửi con mình vô chiến trường miền Nam đó, là nó kiểm tra bằng hộ khẩu, là nó không có cái tháng đó, nó không có bán gạo cho gia đình, đâu có gạo đâu mà ăn. Cho nên bây giờ giấu con mình đâu cũng phải lùi con mình ra, phải đem con mình ra để đi vào chiến trường miền Nam Việt Nam, với cái gọi là chống Mỹ cứu nước, để rồi đeo trên vai cái còng vĩnh viễn, để rồi mới có 13 tuổi đời phải rời ghế nhà trường để mà theo tiếng gọi của bác, chúng cháu cùng gì, bác cùng chúng cháu hành quân đó. Chúng cháu gì, đúng rồi đó, bác cùng chúng cháu hành quân đó. Đó là phải đi, bác thì ngồi tuốt ở ngoài Ba Đình đó, bác ngồi ở trong vấn đề là phủ chủ tịch, bác ngồi bác ôm bác bú mồm các em nhi đồng, bác dụ cho vấn đề là tuổi trẻ ở ngoài Hà Nội 13, 14 tuổi phải đeo súng AK vượt rừng Trường Sơn đi vào để mà vấn đề là đánh Mỹ. Mà vậy mà có thằng chó đẻ nào sáng tác là bác cùng chúng cháu hành quân, mẹ tao nói Việt Nam Cộng Hòa với Hoa Kỳ thả bom tao nói chết mẹ, nó ra quéo cẳng ở trơn y như là chó vậy đó. Mà bài đặt mẹ nó ra, có thằng bác nào mà đi theo được cùng hành quân không? Bác mà lúc đó đi theo hành quân là bác cũng thành con heo quay mẹ nó luôn rồi chứ đâu mà đặt bác cùng chúng cháu hành quân. Trời đất ơi là trời, trời ơi là trời, thiệt ớt thiệt. Rồi rốt cuộc rồi á, ba cháu cùng bác cùng chúng cháu hành quân sao, cháu chết mẹ nó trơn rồi. Bắt đầu là kêu bằng là cũng khỏi gửi tin tức gì về, cho mất tích luôn. Bắt đầu bác cùng chúng cháu hành quân cái gì, trời đất ơi nhục lắm, biết không? Nói tới cái đảng đỉ là nhục nhã lắm, đừng có nói nữa, nói nữa mệt lắm. Trời ơi chị ơi, đau đớn quá chị ơi. Cái này vui lắm nè chị, chị coi đi cái gì vui. Chị ơi coi đi, người dân người ta bắt đầu là trời ơi, biểu tình đó hả?
ơi, em có cái kế này, chị nói cho bà con mình nghe, cũng như bà con, cũng như cộng đồng người Việt ở hải ngoại biết. Mặc dù rằng người dân ngày nay không có ưa thằng chó đẻ súc vật Hồ Chí Minh, cũng như là không thích gì lá cờ đỏ, nhưng mà em có cái kế này, chị nói đi, mọi người đi biểu tình, nhất là đàn bà phụ nữ, cứ ôm cái hình của Hồ Chí Minh để ngay trước ngực, nó có tới nó quánh đập hay gì đó thì cứ dơ cái hình Hồ Chí Minh lên, nếu nó giọng vào thì đưa cái hình Hồ Chí Minh mà phải lậm kiếm nha chị, để cho nó quánh vô rồi thì trở thành là luyện cấm luôn chị ơi, tức là khi nó giọng vô rồi thì nó giọng vô mặt của Hồ Chí Minh, hoặc là bể kiếm thì bắt đầu ghim miễn vô trong đầu của nó chị. Cho nên cứ việc cầm ảnh của thằng hồ chó đẻ đi ra rồi giả bộ đi biểu tình đông người như vậy coi nó làm gì. Chị ơi, chị kêu gọi khoảng trên 100.000 người hoặc 500.000 người dân Việt Nam cứ cầm ảnh Hồ Chí Minh ra thì nó không bao giờ nó dám làm, bởi cái lũ này nó rất là sợ đụng tới thằng Hồ Chí Minh chị à. Còn nếu nó đánh đập thì cho nó đánh luôn, nó giọng thằng Hồ Chí Minh thì coi như nó giọng bác của nó, cũng như là nó đánh đập hay nó giật nó xé thì nó xé cờ của nó, được không chị? Mình cứ giả bộ mình chơi cái màn là cầm hình của Hồ Chí Minh ra dưới cờ để mà phản đối thằng Tàu Cộng, như vậy nó mới thâm thúy chị ơi. Bởi vì gậy ông đập lưng ông đó chị, mình biết thằng Hồ Chí Minh là thằng thiếu tá Hồ Quang, mình biết cây cờ đỏ là cờ của Phúc Kiến, nhưng mình giả bộ cầm lên để mình đòi chống lại đất nước chị ơi. Như vậy em thấy coi bộ hay đó chị à. Ừ, thì cái đó tùy coi những người tổ chức ở Việt Nam như thế nào. Ừ, nếu mà các em mà vấn đề là muốn làm được như vậy thì chị thấy nó cũng hay đó. Ừ, đúng rồi đó, cứ việc là kêu bằng hay đó, cầm cái hình của thằng Hồ Chí Minh, cứ là giờ giả bộ là ta yêu bác đây nè, cứ là cầm Hồ Chí Minh ra, mày dám giọng bác phải không, đây nè hình của bác đây nè, bác còn ở tại đây nè, bác Hồ ơi, bác Hồ sống vậy coi, nó đập bác nè, nó giọng vô mặt bác nè, nó mày giọng bác đi, thảy cái hình vô coi nó dám giọng hay không. Nếu nó cầm dùi cui hoặc là nó dùng đồ mà nó giải tỏa người dân thì người dân sợ quá bỏ chạy thì liền mẹ ảnh Hồ Chí Minh luôn, cho bể tan nát nát nhấu luôn, lúc đó quay video lại đưa lên trên YouTube sẽ để lại ngàn đời cho mọi người thấy được. Ta nói nó vui như ngày tể hội chị ơi. Các em kết cái câu của chị rồi ha, ai cũng đưa gặp chị cười hi hi, bắt đầu là ta nói nó vui như ngày tể hội nè. Chị ơi, chị 45 phút rồi. Vậy hả, ok thôi 45 phút rồi. Chị xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đề tài là sinh viên Việt Nam có còn hèn yếu nữa hay không? Có chịu đứng lên hay không? Hay là phải chịu chết để mà nghe lời của vấn đề là kêu bằng cái chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam? Và những người phóng viên phải thật sự là người yêu nước, phải nên âm thầm đưa những tin tức nhiều hơn nữa cho Lisa, để Lisa đưa ra cho tất cả toàn dân người ta biết được. Cho nên bây giờ những người phóng viên, những báo chí nào, ban biên tập nào mà những cái tin tức mà những này không, nó ép buộc nó không đưa lên, cứ đưa qua đây cho Lisa. Lisa sẽ đọc qua rồi Lisa sẽ kết tụ nó lại để mà Lisa làm thành một cái cuộc diễn văn, để mà Lisa lên trên đây trình bày cho tất cả mọi người ở nước Việt Nam nghe, cũng như trên toàn thế giới. Các bạn đừng nghĩ rằng những gì Lisa nói chuyện ở trên đây là Lisa chỉ có nói ra thôi đâu, mà Lisa coi những cái tin tức, những cái bài báo mà người ta đã gửi cho Lisa rồi, Lisa đem những cái ý chính Lisa góp gọn nó lại, rồi để Lisa dùng những cái lời miệng lưỡi của Lisa để mà Lisa kể một cái câu chuyện, nói một cái câu chuyện đó ra, nó đúng vào thực tế và thời buổi nha. Rồi, Lisa kính mời các bạn có một đêm thật là vui vẻ, an lành, và kính chúc các bạn hãy nên nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn quý vị và các bạn thân ái, chào đoàn kết.